xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nam Phương. Và ngày hôm nay sẽ có một người đặc biệt xuất hiện, đây chính là anh Uchi. Xin chào quý vị và các bạn, 안녕하세요, 우시입니다. Đây là lần đầu tiên mình xuất hiện lên kênh. Lần đầu tiên anh xuất hiện trên kênh của Nam Phương. Của em đấy. Hôm nay em có một cái content rất là vui, rất là đặc biệt. Nhưng mà trước khi vào cái này thì em muốn hỏi anh là anh học tiếng Việt có khó không? Thật ra là anh học tiếng Việt đúng 8 tháng. Thì khi mà học tiếng Việt thì khó nhất là có sáu dấu. What? Sáu dấu. Có sáu dấu. Dấu. Ok, sáu. Và phát âm nữa. Quên như là đúng rồi, phát âm. Nhưng là xin chào các bạn. Nhưng mà có người tên là xin chào các bạn thì lúc đó mình cũng không biết nói sao, nhưng mà người nước ngoài mà. Dạ đúng rồi. Em thấy ai cũng nói là phong ba bảo tác của mình ngữ pháp Việt Nam nữa, về cái phần ngữ pháp anh thấy nó sao? Trong mặt quá, em nói từ anh người nước ngoài mà. Những cái năm gần đây anh, em cảm thấy là hình như là người Hàn Quốc học tiếng Việt rất là nhiều luôn. Nhưng mà em không biết tại sao nha, người ta thích tiếng Việt đến mức độ như vậy hay là có một cái vấn đề gì đây? Anh cũng mới nghe đó là gần đây 2 đến 3 năm gần đây á. Khi mà họ vào thi đại học thì họ cũng phải chọn cái môn ngôn ngữ thì cũng có tiếng Việt luôn. Chắc là mình nghĩ là bây giờ thầy Park Hang-seo có phải là vì là huấn luyện viên đúng không? Park Hang-seo huấn luyện viên. Thì ngày hôm nay em có một cái đề thi tiếng Việt, nhưng mà đề thi này là đề thi đại học luôn. Đề thi đại học tiếng Việt của các bạn Hàn Quốc khi mà vào đại học và chọn tiếng Việt. Thì em và anh sẽ cùng làm cái đề thi này. Wow, cảm ơn em rất nhiều. Anh muốn thử anh chưa bao giờ làm một cái đề thi tiếng Việt đúng rồi đúng không? Đúng rồi. Em thấy nó cũng dày lắm á nha. Wow. Bình thường á, giống như là khi mà mình thi một cái ngôn ngữ nào đó, ví dụ như là thi IELTS đi, thi tiếng Anh đi, thì toàn bộ cái đề thì sự là nó full tiếng Anh luôn. Hoặc là thi tiếng Hoa thì toàn bộ cái đề nó full tiếng Hoa luôn. Nhưng mà cái đề Hàn Quốc này, đề thi tiếng Việt nhưng mà vẫn còn chữ Hàn Quốc cơ. Không công bằng cho lắm. Bây giờ mình sẽ làm bài nha, nhưng mà em sẽ để làm bài trước. Anh trước. Chúc hả? Anh may mắn. Bye bye. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Uchi 공통으로 들어갈 이 나비라 또이 뭔가요? 또이사? 아 예. 홈과 또이 갑 다이선 어쩡 백이라 또이 갑 섬 동주. 그 나이 되게 허이로. 그 나이 너희 người Hàn Quốc thì chắc là sẽ rối. 어, mình là người Hàn Quốc. 이 là ở bên Hàn Quốc. 어 Hàn Quốc thường thường là chọn những cái đáp án nào mà sai á thì người ta sẽ gạt ở dưới. Đó là cái điểm chung của bên Hàn Quốc. Hồ Tây là thủ đô Hà Nội hả? À không phải. Thủ đô Hà Nội có rất nhiều hồ. Trong đó Hồ Tây là hồ lớn nhất. À hồ, cái hồ, hết hồn. Ồ cuối cùng, ông đã từng là chủ tịch nước Việt Nam. Sai cái này là nước chủ tịch có thể giết mình không ta? Người Việt Nam thường gọi là Bắc Hồ. Ở Việt Nam có một thành phố lớn được mang tên ông. Yes. Ok, mình xong rồi, bây giờ mình sẽ tới lượt bóng. Trời ơi, cái gì mà cả đề chữ Hàn Quốc không à? Sao hiểu cái đề ta? Câu 1. Tủ quần áo, tủ sách. Chắc easy. Hôm qua tôi gặp thầy Sơn ở trường. G-E. Nó giống kiểu đọc giống không? Âm giống không? G. Ghế. Ghế. Dạ. Em có khoảng trống nước không? Em có khát nước không? Cái này được thi đại học á, không tin được. Hải Phòng là thành phố cảng, chắc con này bảo hả? Nó toàn là tiếng Hàn mà không hiểu nó nói gì luôn. Phải đáp án mà là những câu để mình chọn cũng rất là tiếng Hàn luôn. Hay là câu này lại lát nữa anh Lucy anh dịch cho mình nên mình sẽ làm. Chứ giờ mình đọc mình chả hiểu gì hết á. Các em có biết gì về món ăn này không? Món gì đây? Món phở. Phở là một món ăn truyền thống của Việt Nam. Chính xác. Bánh phở được làm từ gạo. Nước dùng thường được nấu từ xương. Phở là món ăn truyền thống của Việt Nam. Phở thường có nước dùng được làm từ gạo. No. Vậy là câu số 4 là câu đúng nhất. Câu cuối cùng. Ông đã từng là chủ tịch nước Việt Nam. Người Việt Nam thường gọi ông là Bác Hồ. À trời ơi, chỉ còn đọc đến đây thôi là biết đáp án rồi. Hồ Chí Minh. Xong. Yeah. Ok, và cái đề này em nghĩ là anh Uchi easy đúng không?
không có gì làm khó được anh hết đúng không? Ừ, đối với anh là cái này là cốt 1 thôi. Cốt 1 thôi à? Đúng rồi, cốt 1. Nhưng mà còn mấy con này không hiểu. Cái nào? Em không hiểu không phải là tại vì em không hiểu mà là em không hiểu. What? Bruh. Ý là cái câu này nó là tiếng Hàn không á, em không có hiểu tiếng Hàn nên em không làm được mấy câu này. Ok, rồi, thì anh dịch cho em đi rồi em tự làm. Rồi, xong. Ok. Bây giờ check đáp án. Check đáp án. Câu số 1, đáp án số 4. Câu số 2, số 1. Câu số 3, đáp án là số 5. 4 đáp án là số 2. Câu số 5, đáp án là số 5. Đáp án là số 2. Câu số 7, đáp án là số 2. Số 8, đáp án là số 4. Từ từ. Cái điều các sinh viên ở đây học giỏi nói đúng thì nó sao ta? Các sinh viên ở đây đều học giỏi. Em giỏi. Chứ số 9. Số 9, đáp án số 3. Từ từ. Rồi sao anh? Thực ra là cái này là số 1 cũng được. Cái này có đẹp không? Chỉ thấy cái này đẹp mà cái đó. Không học nghĩa anh. Nè. Cái này đẹp mà cái đó. Anh giải thích chưa? Đẹp mà cái đó dẹp đi thì nó đúng. Cái này thấy đẹp mà cái đó dẹp đi là đúng nhưng mà nó cái không có dẹp đi. Cái này anh thêm vô cái đề luôn rồi anh. Ok, số 10. Số 10 đáp án số 2. Số 11 đáp án số 2. Yeah. Ôi con chết rồi, em bị sót câu này rồi, em chưa làm câu này luôn á. Số 12 đáp án số 5. Yeah. Câu số 13 đáp án là số 3. Số 14 là số 1. 15 là số 2. 15 số 2. Sao đúng hết trơn vậy? À, may mắn. 16 là số 5. 17 là số 1. 18 là số 4. 19 số 1. 20 số 1. 21 số 3. Chúng ta em bị thua một câu ăn ăn uống luôn á. 22 số 5. 22 số 1. 23 số 1. 24 số 4. 25 số 3. 26 số 1. Yeah. 27 số 5. Yeah. Yeah, 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 yeah. Không, cái này kỳ cục lắm nha. Anh chọn số nào vậy? Anh số 3 chứ sao? Ủa em cũng chọn số 3 luôn nè. Cái là quan nhân là nó về. Chốn sơn là kiểu legend. Legend tiếng Việt là gì ta? Legend. Huyền thoại hả? Về huyền thoại. Nhưng mà thực sự đối với mình, Hồ Tây nó rất là huyền thoại. Hiểu không? Đối với mình là huyền thoại. Hồ Tây rất là nổi tiếng. Lịch sử anh. Rất là lịch sử. Nhưng mà cái thằng ấy ở đây nói là giới thiệu thành phố. Thành phố là thấy sai rồi đó. Thủ đô Hà Nội có rất nhiều hồ. Mà cũng đúng, nhưng mà trong đó nhưng là bắt đầu chính, đó là... Cái ý chính của cái này nó chỉ nói về cái Hồ Tây thôi. 28 số 2. 29 số 4. 30 số 3, kinh. Bây giờ theo Hàn Quốc á, là Hàn Quốc lúc nào điểm full là 100 điểm. À vậy hả? Không đến 100 điểm. Thì bây giờ em sai cái câu 27 rồi, 27 là bao nhiêu điểm? 27 là 2 điểm. 2 điểm hả? Vậy thì em là 98 điểm rồi. 98 điểm trên 100. Ủa, sai có 1 câu rồi hả? Ờ. Sai có 1 câu rồi chị. Ghê không? Còn 4, 4 sai. Em bị miss 1 câu và bị sai 1 câu. Không tin được. Người Việt Nam là một cái đề Việt Nam. 11 đúng rồi. 11 là bao nhiêu điểm? 11 là 1 điểm. Vậy là em mất 3 điểm rồi. Vậy là em là 97. 97 100 hả? Wow. Em ở đây là số điểm cuối cùng. Cũng được. Cũng được. Mình tức quá à. Ok. Vừa rồi thì mình với lại anh Lucy đã làm xong một cái đề thi tiếng Việt, thi đại học tiếng Việt tại Hàn Quốc. Và không biết mọi người nghĩ sao về cái đề này. Nãy giờ mọi người chắc cũng xem sơ qua rồi. Mà nếu như mà mọi người làm thì mọi người có sai câu nào, chứ mình nghĩ là anh Lucy sai một câu Hồ Tây hồi nãy hay không. Và anh Lucy ơi, thôi thì lần này mình làm tiếng Việt, rồi lần sau anh chị em học tiếng Hàn nha. Ok, vậy thì bữa sau tiếng Hàn thì em không hiểu.
Bởi em muốn anh dạy tiếng Hàn nha. Ok. Anh định cho em làm đề tiếng Hàn luôn hay sao? Ok, em muốn học tiếng gì thì cứ nói anh, xong rồi mình quay phim và cho các bạn xem luôn. Ôi, em muốn học tiếng gì thì nói anh. Ôi, anh biết bao nhiêu tiếng? 3 tiếng. Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn. Ờ. Em muốn học tiếng gì thì nói anh. Ok, vậy lần sau em nói sẽ dạy em tiếng Hàn nha. Ok, tiếng Hàn. Bây giờ thì cảm ơn mọi người đã xem video này của mình, và đừng quên nhấn like cũng như subscribe cho channel của Phương và anh Wuxi nha. Còn bây giờ thì bye bye. Cảm ơn mọi người. Bye.